Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào tất cả mọi người. Chắc cũng đã gần một tháng rồi mình chưa có ra một cái video nào để chia sẻ cho mọi người, dạy cho mọi người cách xem chỉ tay trên những đường vân trên chính bàn tay của mình qua những cái bàn tay mẫu mình đăng lên trên mạng. Thì đây, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mẫu bàn tay của một người phụ nữ sinh năm 1969, năm nay 53 tuổi. Hy vọng cái video này sẽ đem lại cho mọi người những điều bổ ích, lý thú để có thể tự biết thêm về chính cuộc đời của mình, chính bản thân của mình, tương lai về cuộc đời, định hướng nghề nghiệp ra sao. Và cũng nhằm một phần để giải trí trong cái mùa dịch đang càng lúc càng tăng cao ở Việt Nam bây giờ. Chúng ta không có thể đi ra ngoài đường được thì có thể là ngồi tự xem cho mình và xem cho những người thân xung quanh. Thôi, mình cũng không muốn dài dòng nữa. Mình sẽ đi phân tích vào mẫu bàn tay này luôn. Đây là bàn tay phải của một người phụ nữ. Khi ta nhìn tổng quan bàn tay này thì ta thấy màu sắc da tay của người phụ nữ này rất là khô. Và kèm theo đó là trên các gò, như là gò kim tinh này, gò mộc tinh này, gò thổ tinh này, gò thái dương này, gò thủy tinh. Và hầu hết chiếm trên những cái gò này đều là xuất hiện những vết cắt chằng chịt rất nhiều. Da tay khô kèm theo nhiều vết cắt ngang cắt dọc như thế này, đây là dấu hiệu của người phụ nữ có bàn tay khổ sở, vất vả, cực nhọc. Cuộc đời sẽ không được sung sướng hạnh phúc trong bao lâu, mà là toàn nhận lại những cái sự đắng cay, đau đớn trên nhiều phương diện, kể cả về tình cảm lẫn về cung tài lộc, tiền bạc, công danh, sự nghiệp. Người phụ nữ da bàn tay mà khô thì thực sự là một cái điều đại kỵ. Chắc mọi người xem nhiều video cũ của mình cũng đã biết, đa phần người phụ nữ mà có da tay khô và thô sẽ là chuyên chuyên về đường tình cảm, gặp rất nhiều đau khổ và không có mấy là thuận lợi. Và bàn tay lại cắt ngang cắt dọc, các đường chỉ bị xen lẫn bởi những cái đường cắt ngang cắt dọc này khá nhiều. Vì thế báo hiệu đây là người có cuộc đời rất nhiều ngang trái, vất vả, khổ sở. Và ta có thể tìm hiểu thêm kỹ lưỡng hơn, đó là phân tích từng đường chỉ. Đường chỉ thứ nhất mình muốn đưa tới cho mọi người đây, đó là đường chỉ sinh đạo. Đường chỉ sinh đạo này tuy khá là rõ nét, đầu đường thì xuất hiện những đường chỉ tài đạo hướng lên, trông rất là mỏng manh và cũng tương đối là nhiều, nhưng mà rất là mỏng manh. Thì đây là dấu hiệu nói lên là thời trẻ, người phụ nữ sinh năm 1969 này cũng là người làm ra tiền bạc, cũng là dồi dào, cũng giỏi, cũng biết cách kiếm tiền. Vì thế cung tài lộc bắt đầu từ thời từ năm 1920 kéo dài đến tận ngoài 35 đến 40 tuổi là cái cung tài lộc rất là khá, sẽ tự chủ được kinh tế và lúc đó không gặp khó khăn về kinh tế. Nhưng trên đường sinh đạo này, đồng thời bắt đầu từ cái khoảng giữa lại xuất hiện những đường chỉ hướng xuống. Đường chỉ hướng xuống này, đây là những đường chỉ báo hiệu tiền bạc nó sẽ bị thất thoát, nó sẽ bị ra, nó sẽ bị hao tán trong cái khoảng thời gian mà đường chỉ đó xuất hiện. Mọi người hiểu rõ vấn đề không? Vừa giờ ngay đoạn đầu đường sinh đạo là đường chỉ hướng lên thì nó báo hiệu là thời trẻ, tiền vào. Nhưng mà những đường chỉ này nó chỉ lờ mờ thôi, nó không có rõ ràng, nó không có rõ ràng. Còn đến khúc giữa xuất hiện nhiều đường chỉ hướng xuống, mà những đường chỉ này đặc biệt vô cùng đậm, vô cùng rõ nét. Mọi người có thể nhìn hình vẽ, đây đều là những đường chỉ thoát tài. Và
Đây là dấu hiệu của người dễ bị phá sản một cách vô cùng nặng nề. Phá sản đến mức mà không có khả năng mà vực được lại nữa trong một khoảng thời gian khá dài. Ít nhất là phải 10 đến 15 năm. Bởi vì đường trị nó đậm quá và nó kéo dài quá. Và cũng qua trao đổi với chủ nhân của mẫu bàn tay này, chị ấy cũng xác nhận với mình rằng là đã bị phá sản trong mấy năm qua. Chị nó tuổi Kỷ Dậu 1969, thì tuổi Dậu năm nay vướng phải năm tam tai cuối cùng. 3 năm tam tai đó là năm 2019, 2020, 2021. Tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu tam tai vào năm Hợi, năm Tý, năm Sửu. Vậy năm nay là năm tam tai cuối cùng. Đúng là 3 năm vừa qua, tiền bạc làm không có giữ được, đầu tư đâu hư đó, làm đâu bể đó. Và cũng cho người ta vay mượn rồi cũng bị giật mất, không đòi được lại. Chính cái điều này đã dẫn đến là hiện tại, từ người đang có nhà ở đàng hoàng, đến bây giờ là phải đi ở thuê, ở trọ. Qua cuộc trao đổi, mình thấy người phụ nữ này thật là vất vả, thật là cám cảnh, thật là buồn thương, buồn thay cho cái số phận của chủ nhân bàn tay này. Tiếp theo, ta sẽ bàn tới đường chỉ trí đạo. Đường chỉ trí đạo của người này rất là đậm, rõ nét, sắc nét. Nếu mà so tất cả các đường chỉ trên lòng bàn tay này, thì ta có thể đánh giá đường chỉ trí đạo của người này vô cùng đậm, vô cùng rõ nét, nét nhất trong mấy cái đường chỉ khác. Thì đây được đánh giá là người có đầu óc tính toán, kỹ lưỡng, thông minh và thông thái. Điều đó nó thể hiện rõ rệt trên đường chỉ trí đạo này. Cái điểm xuất phát và cái điểm kết thúc của đường trí đạo này cũng khá là tốt. Cái điểm kết thúc là dưới chân gò thái âm. Vừa chạm gò thái âm là dừng. Nhưng mọi người biết rồi đấy, xưa nay khôn ngoan thì cũng không lại với trời. Có rất nhiều người thông minh lắm, tính toán giỏi lắm, rồi trí tuệ họ rất là hay, nhưng mà cái số phận định mạng đã đặt ra cho họ là số phải nghèo. Vì thế họ có bôn ba, rồi suy nghĩ, rồi cố làm cái cỡ mấy, nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Còn cái người ấy mà đã có số giàu có, đã có số thành đạt, thì những cái thứ may mắn đâu đưa tới cho họ, khiến cho họ dễ dàng đạt được cái sự thành công, sung túc và giàu có. Đây là một đường chỉ trí đạo đẹp trong lòng bàn tay này. Nhưng chỉ một đường chỉ này thôi cũng không đủ để mà kéo lại, để mang lại cho chủ nhân của mẫu bàn tay này bớt khổ sở. Và ta cũng không thể bỏ qua, đó là đường chỉ tâm đạo. Đường chỉ tâm đạo của phụ nữ này rất đậm và có xuất hiện nhiều vết cắt, cắt ngang, cắt dọc, xé nát cái đường chỉ này luôn. Đây sẽ là mẫu người tâm tư, tâm can luôn luôn phải dằn vặt và rất là nặng gánh gia đình. Một tay phải bươn chải lo lắng cho toàn cả gia đình của mình, chứ không hề có thảnh thơi. Và kèm theo đó, những vết cắt này còn báo hiệu là mẫu người dễ bị thị phi hay bị người khác nói xấu, đặt điều. Dù mình không làm những cái điều như vậy, nhưng mà luôn bị người khác đặt điều, nghi cho mình là xấu, nghi cho mình là không phải. Nhất là những chủ nhân có mẫu đường chỉ tâm đạo bị cắt xé như này, thì số đông sẽ không được nhờ cậy anh em người thân trong gia đình, mà đa phần còn bị họ ganh ghét, đố kỵ, nhiều khi xảy ra tranh cãi, hiềm khích mà không thèm nhìn mặt nhau nữa. Kèm theo đó, trên đường chỉ tâm đạo này còn xuất hiện hai đường cù lao, hai vân cù lao. Đây là dấu hiệu của người dễ mắc các bệnh về tim mạch, các bệnh về huyết áp. Và có thêm cả những cái đường gân xanh xuất hiện trên lòng bàn tay rất rõ. Đây là một yếu tố khẳng định thêm nữa, chủ nhân của mẫu bàn tay này phải lưu ý các bệnh về tim mạch, huyết áp. Nếu có xem được cái video này,
cố gắng chăm sóc kỹ lưỡng sức khỏe của mình, chớ lên xúc động nhất thời, hạn chế ăn những đồ ăn liên quan đến dầu mỡ, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy con đường hôn nhân gia đình của mẫu bàn tay này như thế nào? Thì ta có thể căn cứ vào đường chỉ hôn nhân xuất hiện dưới ngón tay út cái mình khoanh tròn. Đường chỉ hôn nhân của người này rất mờ và nó chẽ làm đôi và tạo thành hình cong cong. Đây là dấu hiệu của mẫu bàn tay sẽ gặp nhiều trắc trở đắng cay trên đường tình cảm. Sẽ có một cuộc sống hôn nhân không được trọn vẹn và gặp nhiều đau khổ, đớn đau. Thì chủ nhân của mẫu bàn tay này cũng đã xác nhận với mình rằng cũng đã ly dị một đời chồng và hiện tại đang sống độc thân. Nghe xong thật là hết muốn xem luôn. Thật là buồn thay cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Nhưng ngoài những điểm xấu này thì ta cũng có thể thấy đó là trên mẫu bàn tay này, trên gò thái âm xuất hiện nhiều cái đường chỉ hướng lên rất đẹp, rõ nét. Đây được gọi là đường chỉ du lịch, rất đậm, rõ nét. Người nào sở hữu đường chỉ du lịch đẹp, rõ nét sẽ là người nếu mà lập nghiệp xa xứ, xa quê, càng xa quê hương sẽ càng thành danh, càng gặp được may mắn. Và chủ nhân của mẫu bàn tay này cũng đã tâm sự với mình là hiện tại có một người đàn ông ngoại quốc, họ rất là đem lòng yêu thương chủ nhân của mẫu bàn tay này và có ý định muốn đưa chủ nhân của mẫu bàn tay này đi sang định cư nước ngoài. Thì đây cũng là một cái tín hiệu tốt. Nhưng mà trong thời gian Việt Nam còn đang gặp rất nhiều dịch bệnh như thế này, giấy tờ thủ tục vẫn chưa lo lót được đầy đủ, vì thế vẫn chưa có thể đưa sang đó được. Nhưng đây, đường chỉ du lịch này, và vừa nghe câu chuyện của chủ nhân bàn tay này chia sẻ, thì cũng là một cái tín hiệu tốt cho mẫu bàn tay này về cuối đời sẽ có một cái kết nó có hậu hơn một chút. Và vừa giờ khi phân tích đường chỉ sinh đạo, mình có bỏ sót lại một cái dấu hiệu mà phải để đến cái lúc phần cuối này đây mình mới chia sẻ cho mọi người. Đó là cuối cùng của đường chỉ sinh đạo xuất hiện đường chỉ hướng lên rất đậm và rõ nét. Đây là dấu hiệu báo hiệu về cuối đời của người này. Những cái tình thế khó khăn trong vấn đề tiền bạc sẽ được tháo gỡ một cách nhanh chóng, sẽ có được người giúp sức, vì đây là đường chỉ hướng lên, còn gọi là đường chỉ tài đạo. Khi đặt lịch coi chỉ tay bên mình thì mình có hỏi chủ nhân của mẫu bàn tay này là đã bao giờ chị muốn quyên sinh không, muốn tự vẫn không, muốn giải thoát cho cái cuộc sống này, cho nó bớt chịu cảnh đau khổ, nợ nần, vất vả như thế này. Thì chủ nhân của mẫu bàn tay này cũng xác nhận và trả lời là hiện tại trong đầu cũng đang có những ý định như vậy, nhưng mình đã đưa ra lời khuyên một cách kịp thời, bởi vì cái phương án đó không phải là cái phương án mà trọn vẹn, mà giải quyết được hết tất cả mọi thứ, mà chỉ mang lại niềm đau khổ hơn nữa mà thôi. Vậy nhìn điểm nào trên lòng bàn tay, ta có thể biết được người này sẽ rơi vào cảnh cùng quẫn và muốn tìm đến con đường và tìm đến cái chết. Nó xuất hiện ở những cái điểm nào trên lòng bàn tay? Thì đây, đó là đường chỉ số phận của người nào xuất phát từ giữa lòng bàn tay. Đấy, mà nó chạy lên đường chỉ tâm đạo hoặc lên gò thổ tinh rồi dừng lại. Thì đây là dấu hiệu của người sở hữu nó trong một khoảng thời gian nào đó sẽ có ý định muốn tự tử, tự vẫn, bởi vì hoàn cảnh ép buộc, vì tiền bạc hoặc là trong chuyện tình ái, tình cảm. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Bạn nào thấy video này thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm,
có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.